Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói những câu chuyện về người khuyết tật vượt qua khó khăn để theo đuổi môn thể thao mà mình đam mê từ trước đến nay vẫn luôn truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Bởi như chúng ta cũng đã biết, bên cạnh đam mê, họ cần phải có những nỗ lực, những quyết tâm lớn hơn người bình thường rất nhiều để có thể vượt qua được chính bản thân mình. Và trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với một câu chuyện như thế để cảm nhận rõ hơn về tầm quan trọng của môn golf trong cuộc sống. Đều đặn mỗi tháng, anh Vũ Văn Khảng lại cùng bạn bè tham gia các buổi outing của cộng đồng golf KGB. Dù mới chỉ gắn bó với golf được hơn một năm, nhưng golf đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Từng là một người đam mê thể thao, tham gia rất nhiều môn như bơi, chạy bộ. Nhưng một tai nạn bất ngờ cách đây 15 năm đã khiến anh Khảng vĩnh viễn mất đi một bên chân. Và anh đã phải mất khá nhiều thời gian để có thể tìm được niềm đam mê mới của cuộc đời. Khi anh bị tai nạn thì anh cũng tìm tất cả các môn thể thao để mình chơi, nhưng mà mình chưa tìm được môn nào để mình đấy, mình cứ thử xong rồi mình kiểu như nó vượt quá cái sức của mình đấy. Nhưng mà khi anh tìm ra được cái môn golf là nó rất là phù hợp với lại cái sức khỏe của anh, thì anh thấy là chơi môn golf là vừa là phù hợp mà lại cảm thấy là rất là thoải mái và rất là thích thú. Mình được cởi mở cái tấm lòng, mình được giao lưu với lại tất cả những người thành đạt, mình cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều ở những người chơi. Anh thấy rất là happy trong cái việc mà mình được đi chơi và mình được giao lưu với mọi người, mình thấy rất là tuyệt vời. Golf không phải là một môn thể thao dễ dàng và càng khó khăn hơn đối với những người như anh Khảng. Từ những hướng dẫn cơ bản của huấn luyện viên, anh Khảng phải tự mày mò, điều chỉnh và tập luyện theo khả năng, dần dần tìm cách khắc phục những nhược điểm của cơ thể để làm chủ bộ gậy golf. Sau hơn 3 tháng nỗ lực, anh Khảng đã có thể bắt đầu ra sân, giao lưu cùng bạn bè. Trong cái khâu luyện tập ấy, thì nó có cái nhiều cái là nó không được như mọi người khác, vì là mình cái sức khỏe lúc mà mình swing, những cái đường swing của mình nó không kiểu như là không chuyển được cái chỗ, vì mình có một chỗ thôi, cho nên là lúc tập luyện thì nó gặp rất là khó khăn, nhất là ra sân cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mà mình đánh những quả không tốt mà vào những cái địa hình gập ghềnh là những quả bóng của mình nó không được như ý. Thôi, hôm nay mình không được vỡ thì hôm sau mình lại chuẩn bị lại từ đầu. Chứ không có cái cảm giác gì mà cảm thấy là lản trong cái việc này cả. Do là mình chưa cái trình độ của mình chưa đạt đến cái mức mà mình có thể điều cái quả bóng theo ý muốn của mình thôi. Cũng chính bởi cách suy nghĩ tích cực ấy nên thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, anh Khảng luôn cố gắng nỗ lực hơn mỗi ngày để nâng cao trình độ của mình. Golf có thể không thay đổi được số phận nhưng chắc chắn đã góp phần giúp cuộc sống của anh Khảng có thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa.